Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Duy Dùng Green Land, đất nền đô thị vệ tinh Hà Nam. Xin chào quý anh chị và các bạn. Một mảnh nghỉ dưỡng đẹp là phải hội tụ đầy đủ các yếu tố. View đẹp, có ao để tạo cảnh, không khí trong lành, đi lại thuận tiện, thế đất và thoải thoải để tạo khuôn viên, thì cái mảnh đất này hội tụ đầy đủ các yếu tố của mảnh đất nghỉ dưỡng, không thể chê được một mảnh đất. Tổng diện tích của mảnh đất là 5.240 m. Sau đây Duy Tùng sẽ giới thiệu review cho quý anh chị và các bạn. Mảnh đất tổng diện tích là 5.240 m, có 400 m đất ở. Mảnh đất nghỉ dưỡng thì không thể chê. Đó, quý vị có thể thấy mảnh đất view núi, có sẵn ao rồi. Và mảnh đất thể hiện là ba mặt đường vô cùng đẹp tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. Kiếm một mảnh đất tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội như mảnh đất này thì thật là khó. Đây, quý vị có thể quan sát kỹ hơn mảnh đất. Đất đã có ao. Đó, ao rất là đẹp, đúng không ạ? View núi. Đấy, mảnh đất thì sát chân núi luôn. Sát chân núi mà lại có một cái ao. Đó, và thế đất thoải thoải. Nếu mà để tạo cảnh nhà vườn của mảnh đất này thì vô cùng là dễ dàng, với thế đất thoải thoải, trước mặt có ao, với phong thủy thì không thể chê đối với mảnh đất này. Chiếc ao này thì nó nằm trên một cái thế đất rất là cao so với một cánh đồng bên cạnh. Đó, bên cạnh là một cánh đồng, cách một cánh đường là đến một cánh đồng. Thì thế đất cao này mình có thể là tạo cảnh và lưu thông cái đường nước của cái ao này vô cùng là hợp lý, đúng không? Đó, nếu ai mà thiên về phong thủy thì mảnh đất này đúng là phong thủy tuyệt vời luôn. Ở đây là một sát chân núi nên là vùng một mảnh đất, một khu vực có thể nói là khu vực là không khí rất là trong lành và an ninh ở đây thì vô cùng tốt. Đây, xung quanh là đất dân, xung quanh là dân ở hết. Đấy, quý vị có thể thấy xung quanh dân ở hết nên là an ninh rất là tốt, đi lại rất là thuận tiện. Mảnh đất này cắt trục đường 446, nó chỉ khoảng tầm 700 m. Vâng, em vừa đo xong 700 m, chính xác là 700 m. Và cách đường cao tốc Hà Nội Hòa Bình, hoặc là cách đường đại lộ Thăng Long kéo dài, nó chỉ khoảng tầm là 3 km. Vâng, 3 km. Và cách trung tâm Hà Nội là 40 km. Mảnh đất tổng diện tích là 1.240 m. Đấy, thế đất thoải thoải. Đây, em sẽ review cho anh chị và các bạn xem kỹ hơn mảnh đất. Phía lưng của mảnh đất đó là một cái đường. Đấy, thì đây là một mặt đường. Đây là một mặt đường của mảnh đất. Thì đằng sau lưng kia cũng là một mặt đường nữa. Đấy, rất là đẹp, không thể chê được mảnh này. Mảnh đất ba mặt đường, tổng diện tích là 5.240 m mà lại có ao. Đấy, quý vị có thể thấy không? Thế đất chúng ta đang đi lên dốc và thế đất rất là thoải thoải, đã có ao sẵn, đã có ao, view vô cùng đẹp. Đây, đứng đây quý vị có thể thấy là tầm view của chúng ta càng ngày càng mở rộng tầm mắt ra, rất là đẹp. Hãy quan sát kỹ hơn cái đường đằng sau quý vị nhé, đi lại rất thuận tiện. Mảnh nhà vườn mà ba mặt đường thì tạo khuôn viên. Đây, đường đối mặt, đây đường sau, đây đường đằng sau lưng cũng rất là lớn. Đường bên sườn này cũng rất là lớn. Đấy, mảnh đất ba mặt đường mà thế đất thoải thoải, rất đẹp. Đấy, em sẽ vào phía trong để review cho quý anh chị xem kỹ hơn mảnh đất nó là thế nào. Nếu quý anh chị đứng ở vị trí em ở đây thì thực ra sẽ có một cảm giác rất là đặc biệt. Mình đang ở một chốn mộng mơ. Đấy, rất là đẹp. Đó, quý anh chị có thể thấy không? Đường chạy quanh đất nhé. Đấy, đường chạy quanh đất. Phía đằng sau này cũng là đường. Đấy, cũng là đường. Thế đất lại thoải thoải. View núi. Đây, đằng trước mặt là núi đây. View núi, trước mặt có ao. Ao này cao hơn so với mặt đất ở bên cạnh, nên là ao là tạo thành một cái ao lưu thông rất là sạch, thông thoáng.
Và thế đất này thì là một cái biệt thự nhà vườn ở đây, view núi thì không thể chê, quý vị có thể thấy không, đó rất là đẹp luôn. Quý anh chị quan tâm đến mảnh đất này hãy liên hệ với em nhé, hoặc đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo. Sẽ review cho quý chị và các bạn những lô đất vô cùng tuyệt vời, đặc biệt nhất, những mảnh đất nghỉ dưỡng không thể chê. Vâng, cảm ơn quý anh chị. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.